Quy định diện tích tối thiểu 20 mét vuông sàn một người với các đối tượng thuộc diện thuê, mượn, ở nhờ được đăng ký thường trú là cao và khó khả thi. Ý kiến này được nhiều đại biểu đưa ra tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy định diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở cho thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh vừa được tổ chức sáng nay. Theo các đại biểu, mục tiêu mà Đảng bộ thành phố đặt ra là đến năm 2020 phấn đấu đạt 19,8 mét vuông sàn một người. Trong khi đó, chỉ tiêu quốc gia về diện tích nhà ở là 12 mét vuông. Do đó, thành phố có thể xem xét con số trung bình là 16 mét vuông sàn một người. Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy định diện tích tối thiểu chỉ áp dụng với các trường hợp cá nhân, hộ gia đình mượn, ở nhờ, ở thuê muốn đăng ký thường trú tại thành phố nhằm tránh trường hợp lập giấy tờ một cách hình thức để nhập hộ khẩu, không hạn chế quyền về nhà ở hợp pháp của công dân, đặc biệt là người nghèo. Tuy nhiên, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phản biện, đơn vị này sẽ tính toán lại một con số phù hợp.